Thưa cha, trước đây thì cha đã trưng cho chị Diễm Thúy nghe câu thánh vịnh của vua David, um, câu 19, số 2 như thế này. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay ngài làm. Bây giờ thì con xin cha cũng tường thuật cho chúng con nghe những gì Thiên Chúa đã tạo dựng trên không trung để minh chứng cho câu thánh vịnh vua David nói là chính xác thưa cha. Anh Thanh hùng có một đặc tính rất là tốt lành, ấy là muốn biết cái gì thì phải biết đến nơi đến chốn Nói có sách, mách có chứng Tôi hoan hô anh Thanh Hùng à, Anh Thanh Hùng và các anh chị thân mến Trước hết thì tôi xin hỏi các anh chị Và một đêm đẹp trời Không mây, không mưa Nếu anh chị ra sân Ngước mắt nhìn lên trời Anh chị có thể đếm được Bao nhiêu ngôi sao đang lấp lánh Trên bầu trời thăm thẳm đó Các nhà khoa học thì cho rằng Chúng ta có thể đếm được 5.000 ngôi sao trong một đêm bầu trời trong sáng. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào viễn vọng kính khổng lồ của Nga đặt trên núi Pastukhov hoặc viễn vọng kính khổng lồ của Mỹ đặt trên núi Paloma hay là nhìn qua viễn vọng kính hợp của Mỹ đang bay lơ lửng trên không gian, chúng ta có thể đếm được nhiều sao gấp bội. Thế mà còn có vô vàn ngôi sao khác ở quá xa, các nhà thiên văn chưa xác định được. Trong một đêm thanh quang, chúng ta nhìn lên bầu trời, thấy một vùng ánh sáng gồm chi chít đầy sao, quen gọi là giải ngân hà, tiếng Mỹ gọi là galaxy hay Milky Way. Trong đó có cơ man ngôi sao chằng chịt lấp lánh. Thế mà các nhà thiên văn đã tìm được 500 triệu giải ngân hà khác nhau chứa đầy sao chằng chịt như thế những vì sao trên không trung vừa nhiều vừa to lớn vĩ đại biết dường nào. Chúng ta chỉ đề cập đến một số hành tinh gần quả địa cầu nhất mà thôi. Sao Uranus, tức là thiên vương tinh, lớn hơn quả địa cầu 14 lần. Sao Neptune, tức là hải vương tinh, to gấp 17 lần. Sao thổ tinh Saturn to gấp 93 lần sao Jupiter mộc tinh to gấp 318 lần Nhưng mặt trời to hơn trái đất 1 triệu 300 ngàn lần Tuy thế, mặt trời chưa phải là hành tinh lớn nhất Sao Sirius còn to hơn mặt trời gấp 12 lần Và còn có ngôi sao khác to hơn sao Sirius nữa cơ Tinh tú nhiều và to lớn như thế Mỗi cái đều có vị trí riêng cái nào cũng tự động quay trên mình và chạy tới một điểm nào đó với tốc độ thật là kinh hồn. Quả đất mà chúng ta đang ở tự quay tròn quanh mình và chạy chung quanh mặt trời với tốc độ 30 cây số, tức là 18,90 miles mỗi một giây hay là 108.000 cây số. Tức là quay nào, khoảng 68.000 bốn miles một giờ sao Vega đang chạy về phía quả địa cầu với tốc độ 14 cây số một giây, tức là 50.000 50 cây số một giờ. Nếu nó mà va vào trái đất thì cũng phải mất 560.000 năm nữa cơ. Các anh chị rất thân mến. Từ ngày Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ đến nay, đã có hàng hà sa số tinh tú trên trời xoay vần chuyển động mỗi ngày trong vũ trụ bao la thế mà chưa hề xảy ra tai nạn tinh tú va chạm vào nhau như các xe hơi chạy đụng nhau trên mặt đất sự hiện diện lạ lùng của tinh tú và sự an bài trật tự tốt đẹp trong vũ trụ bao la chứng minh cho con người nhận biết rằng phải có một đấng toàn năng đầy uy quyền đã tạo thành và điều khiển vũ trụ đấng đó chúng ta gọi là thượng đế tức là thiên chúa các anh chị có thể xem thêm về cuốn sách Đi về đâu của Văn Quy trang 43 đến 45